Dạ, xin mến chào quý vị. Hiện tại mình đứng mặt tại nhà thờ quý vị. Cũng lời nói đầu tiên cho mình chúc tất cả có nhiều sức khỏe thân công việc ha. Quý vị nào xem nhớ đăng ký ấn chuông gặp những video tiếp theo quý vị. Thì hôm nay mình xin nhắc lại địa chỉ ở đây cũng chợ gạo Tiền Giang. Đây này, bên thờ tiếp tục về một số hoa mai tứ quý giống như có mấy tứ quý cây tứ quý tàn phục vụ cho quý vị video hôm nay ha. Rồi chào thầy ơi. Chào chào anh Trường, chào mấy anh em chơi cây cảnh trên cả nước ha. Em cũng cảm ơn mấy anh em đã ủng hộ clip vừa qua cũng cũng được số cây. Trong đây cũng có cây cũ cây mới nha anh. Rồi. Rồi những cây số 1. Cũng xin giao lưu anh em về cũng muốn hai mấy cây ạ. Có 4 cái 3 cây tàn. 3 cây tàn quá vậy. Rồi. Để em xin giao lưu cây số 1 ạ. Cây số 1 là cây phôi. Cây phôi. Cây này tầm cao quá vậy. Chiều cao nó 1m7 ạ. Chiều cao 1m7 quá vậy. Một cốt. Em đo hai thân nó có cây thử dưới nha anh ạ. Rồi. Đo tổng đi rồi xong đo cây chủ. 50 anh. 50. Rồi đợi cái chủ khúc trên này. 34 anh. Rồi. Một cốt cái gì? Tầm cao. Rồi, cái số 1 anh vô lưu giá anh Tèo ơi. Cái số 1 em vô lưu 4 triệu anh. Mà số 1 4 triệu. Toàn quốc anh. Bao ship toàn quốc. Rồi, mà số 2. Cây này. Được. Chiều cao nó 97 anh. Rồi, chiều cao 97 một cốt quý vị. Phải cành đều. 38 chữ anh. Rồi, 38. Rồi mã số 2 giá thằng Tèo ơi. Mã số 2 em giao lưu 2 triệu 3 triệu 8 anh. Mã số 2 3 triệu 8 cũng bao phí ship toàn quốc. Toàn quốc. Rồi mã số 3. Một cốt luôn, tay cành đều, đầu vô đưa chuột. Chiều cao 83. Chiều cao 83 quý vị. 26 chẳng anh. Rồi 26 quá vậy. Rồi mã số 3 giá anh Tèo ơi. Mã số 3 em giao luôn 1,5 triệu anh. Mã số 3 1,5 triệu bao ship toàn quốc luôn. Số 4. Chiều cao nó 62 anh. Chiều cao 62. Bình 39 tính 38 nè. Rồi 39 yếu quá gì? Tính 38 ha. 39 yếu chứ không phải là 39. Đế lực. Cộng to to không à. Rồi mã số 4 giá làm Tèo ơi. Mã số 4 vô luôn 3,3. Mã số 4 3,3 triệu. Bao phí ship toàn quốc. Bầu hơi nghiêng nha. Bầu hơi nghiêng. Chiều cao nó 1m anh. Chiều cao 1m quá vậy. 24 anh. Rồi 24 chuẩn. Rồi giá anh Tèo ơi. Mã số 5. Mã số 5 em giao lưu 1,1 triệu anh. Mã số 5 1,1 triệu. Cây bonsai. Đầu đinh. Chiều cao nó 30. Chiều cao 30. 33 anh. 30 anh. Rồi 30. Cũ nở quá vậy. Nguyên cũ luôn ha. Vì mồi khai thác xuống sổ xuống. Giá còn tèo mà số 6. Mà số 6 vô luôn 600 anh. 600. Một cây 30 hoành phủ đế chờ bá luôn.
mà số 7. Hai cây dính lại. Mẫu tử huynh đệ cũng là nó ha. 41 anh. Chiều cao 41. Tổng hai cây nó 49 anh. 49 tổng hai cây 49 hoành quý vị. Thử cây. 30 31 anh, 31 quý vị. Để nó cũng đi chừng cắm cắm xuống không? Nó đều hết nha. Cái này đi sổ không? Rồi mã số 7 giá anh Tèo ơi. Mã số 7 em vô luôn 1.6 triệu anh. Mã số 7 1.6 triệu quý vị. Số 8. Chiều cao nó 30 anh. Chiều cao 30. 34 anh. Rồi 34 hoành quý vị. Mấy cái này cái mới quý vị, nhìn mặt cắt chứ không phải cái cũ ha. Tại ở ngoài nước đâm ra nó bị nước mưa nó đen, mưa đất đen. Rồi giá Tèo ơi. Mà số 8. Mà số 8 giờ em giao lô 7.5 anh. Mà số 8 7.5 quý vị. Mà số 9. Có gần bài quý vị. Chiều cao 79 anh. Chiều cao 79. 38 yếu, tính 37 quý vị. Để sổ ha. Để cắm cắm xuống không ạ. Rồi giá anh Tèo ơi. Mà số 9. Mà số 9 em giao luôn 1.2 triệu anh. Mà số 9 1.2 triệu quý vị. Mã số 10. Bài số 10. Chào mà. Chào mét quý vị. 32 tính 31 anh. Rồi 32 yếu tính 31 quý vị, cũng nguyên cụ đế luôn ha, chân cắm ha. Chịu nghề đều có hết luôn quý vị. Chuyển sổ xuống không nha. Giá anh Tèo ơi, mã số 10. Mã số 10 em giao lưu 1.5 triệu anh. Mã số 10 1.5 triệu quý vị. Mã số 11. Chiều cao 32 anh. Chiều cao 32. Quần nó 31 anh. 31 quý vị. Cụ nở dắt chia cũng vậy nha, tiền nào của nó giá luôn Tèo ơi. Mã số 11. Mã số 11 vô luôn 800 anh. Mã số 11 800. Đấy, đấy. Mã số 12. Chiều cao 44 anh. Cao 44. Còn 29 anh. Rồi 29 thiếu một miếng quý vị. Rồi giá luôn Tèo ơi. Mã 12 em giao luôn 600 anh. Mã 12 600. Mã 13. Chiều cao 26 anh. Chiều cao 26. 27 hoành chẳng ăn. Rồi 27 hoành. Rồi giá anh Tèo ơi. Mã 14. À. 14 hay 13. Mã 13 em Zalo 400 anh. Mã 13 400 quý vị. 400.000 có một cây phôi tôi quý cho quý vị về tập ghép ha. Mã 14. Sát lớn. Chiều cao nó 45 anh. Chiều cao 45.
40 yếu miếng quý vị. 40 yếu. Tính 39 đây. Quay gì từ quay nhanh quá. Hai giờ bị giật mắt. Rồi giá thằng Tèo mã số 14. Mã 14 giao lưu 1.2 triệu anh. Mã số 14. 1.2 triệu hả quý vị? Tiền nào của nấy quý vị. Chiều cao 32 anh. Chiều cao 32. Ba mốt quả năng. Ba mốt chuẩn quá vậy. Rồi giá anh Tèo ơi. 35 vô luôn 700 anh. 15 700 quý vị. 16. Chiều cao 47 nha. Chiều cao 47. Ba mươi chữ anh. Rồi 30 chữ. Mã 16 giá anh Tèo ơi. Mã 16 giao lưu 600 anh. Mã 16 600 luôn. Mã 17. Chiều cao 67 anh. Chiều cao 67. Chứ để dắt chữ A quý vị. 27 28 tính 27 rồi. Rồi 28 yếu miếng quý vị. 57 ha. Để đều hết luôn. Đây này anh em về không ai thúc lại mấy này rồi. Rồi lại. Rồi giá anh Tèo ơi. 37 em vô luôn 1 triệu anh. 37 triệu quý vị. 18. Cây trực lắc. Chiều cao nó 49 anh. Chiều cao 49, không thích về tán lụng lại không quý vị. Chơi bonsai. 24 chữ anh. Rồi 24 chữ. Giá anh Tèo ơi, mã 18. Mã 18 vô lô 350 anh. 350 quý vị. Cái này mua về về tán lụng lại chút xíu. Chơi chậu nhỏ nhỏ, ok, hợp lý. Tới đây thôi. Cắt trừ hao quý mã 19. Chiều cao 70 anh. Chiều cao 70. Hai mươi hai hoành của gì có cũ nè, có cũ đế ha, cũ 13. Rồi giá anh Tèo ơi. Mã 19 giao lưu 200 anh. Mã 19 200. 20. Một cây trực. Cúc cầm. Tứ diện. Đầu vô đuôi đều. Đuôi chuột. Đầu vô đuôi chuột. Chiều cao 104. Chiều cao 104. Quành 29 chữ anh. Quành 29 chữ quý vị. Đế đều hết luôn ha. Đế đều. Đó rồi nha. Đi mới bứng. Tập cây. Tay cành đều là cua quý vị. Ốc cốt trực. Giá là Tèo ơi. Mã 12, mã 20 em giao luôn 1.7 triệu anh. Mã 20 triệu 7 quý vị. Một cặp nha. 31 cũng là cây một cặp luôn. Cũng cây trực luôn quý vị. Đầu vô đuôi chuột luôn. 100 anh. Rồi chiều cao 1 mét chẳng. 32 tính 31 đi anh. Rồi 32 tính 31 quý vị. Điều nha, nằm dưới điều hết luôn nha. Rồi mã 21 giá thằng Tèo ơi. Mã 21 cũng giao luôn 1.7 triệu luôn anh. Mã 21 1.7 triệu luôn. Một cặp. Quý vị nào chốt cặp thì Tèo bớt ha, bớt tiền cà phê pháo của quý vị. Rồi mã 22 là cây tàn nha anh. Mã 22 là cây lưới quý tàn quý vị, một cốt ha.
tàn rất đẹp, cái dây tròn bốn mặt luôn. Chiều cao cho nó 2,5 mét đi anh. Chiều cao 2,5 mét tán ngang tèo ơi. 2,5 mét đi anh. Một cốt đầu vô đôi chuột, tay cành đều. Tính 3,3 đi. 3,3 rồi chặt nhẹ cũ này cái này tèo. Ừ. 58 rồi. 79 rồi. Một cốt gì? 150 đây. Cái này quý vị không thích tàn lúc phôi cũng được. Thoát thân cành số 1 lên cũng chịu không sợ gì. Đế đều quý vị, đế đều hết luôn ha. 2,8. Thân 2,8 cành 1,8 sổ xuống tới 6,9. Đế bít mặt hết luôn quý vị. Đều hết ăn. Một cốt tay cành rất đều quý vị. Cái này cắt ra cũng đẹp. Cái này nữa. Cắt ra con sai đẹp cho mấy anh em. Lùng lực ha. Lùng lực. Mà tại cái tàn rất đẹp quý vị. Đẹp quá em không cắt được. Tàn đều bốn mặt hết luôn. Mình thấy không? Tàn khỏi chê. Cái này anh em chơi toàn chiến hợp lại luôn. Quá xa cụ đế luôn. Rồi mã 22 cái túi tàn mình giao lưu giá sao tàu? Mã 22 túi tàn giao lưu 6 triệu anh. 6 triệu này mình bao ship toàn quốc hay sao tàu? Bao ship toàn quốc luôn anh. Toàn quốc luôn hả quý vị? Thường thường mấy cái tàn mấy cái chỗ kia là 200 km, này đi ra tới Hà Nội vẫn được hả quý vị? Bao ship cho anh toàn quốc luôn. Mã 23 cũng khoảng 2,5 mét anh. Rồi ngang cái này cũng 2,5 mét đi. Cái này cũng một thôi, một cốt quý vị. Đậu vô đuôi chuột luôn ha. Có bị lũa xăm ngay chỗ này nha. Cái quý qua nở bốn mùa quý vị. Xăm chỗ này là cứng nè, xăm bằng đá này. Đó, bốn lần bốc mọc ha. Đế cũng đều quý vị. 36 hoành chuẩn ngay. Rồi. Thoát thân nó 26 hoành, 25 rồi. Chỉ cần đều nguyên củ đế luôn hả quý vị. Nở dách chưa ra ha. Một thân một cốt. Trực quân tử luôn. Cành đều rắc luôn nha. Chi cành đều. Cái này mấy anh em nào mà muốn chốt xả phôi chưa em xả phôi luôn nha. Cái này mình mã 23 tới quý tàng mình giao lưu giá tèo ơi. Mã 23 em giao lưu 5 triệu anh. 5 triệu. Tao ship toàn quá. Mã 24. Mã 24 cũng cái tới quý tàng. Cũng cao 2,5 mét anh. 2,5 mét. Tới ngày hay cho 2,3 đi. Rồi. Cái này nó mới vừa trổ bông quý vị. Trái nó còn rất nhiều ha. 30 yếu tính 29 anh. Rồi 30 yếu tính 29. Cũng đế không nha. Lấy hết đừng đế luôn quý vị. Không đế luôn. Trái được quý vị, mới vừa trổ bông ha. Mới trổ bông xong mới ra trái. Đỏ lối hết luôn. Một cốt ba thằng. Rồi cây mã 24 mình giao lưu giá không tèo ơi? Mã 24 giao lưu 3 triệu anh. Mã 24 3 triệu. Bao ship toàn quốc luôn anh. Cây này là hết hả tèo? Dạ, cây này là cuối clip anh. Cuối clip em cũng chúc mấy anh em chơi cảnh trên cả nước được nhiều sức khỏe nha. Rồi. Anh em xem clip và ủng hộ em. Rồi. Chào mấy anh em.